Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Tôi là luật sư Trần Quốc Tiên từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Thì xin chào nhà báo Derek Phạm của Nửa Vòng Trái Đất TV. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình. Thì có một cái tin rất là nóng bỏng thưa quý vị. Đó là sự cắt giảm ngân sách của chính phủ ông Tổng thống Donald Trump đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày về cái vấn đề này cho quý vị khắp nơi hiểu rằng cách đây 2 giờ đồng hồ thì cơ quan WHO cũng đã họp báo và ông Tổng Giám đốc Tiến sĩ Tedros đã nói rằng lấy làm tiếc khi mà Mỹ đã cắt cái ngân sách dành cho WHO. Được biết rằng có vài vấn đề mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Thứ nhất là cái ngân sách thì phía Mỹ đóng góp thường niên khoảng 22% thưa quý vị và tương đương với lại 400 triệu đô la, khoảng từ 400 cho tới 500 triệu đô la hàng năm. Thì Hoa Kỳ là cái nước đóng góp đứng đầu thế giới. Tổng số ngân sách thì Hoa Kỳ chiếm 22%. Tuy nhiên, nước đứng hàng thứ hai thế giới là Trung Quốc chỉ đóng góp chưa tới 40 triệu đô la thưa quý vị. Là chưa tới 1/10 của ông Hoa Kỳ đóng góp. Đó là nước hiện nay đang có nền kinh tế thứ hai thế giới. Thì chúng ta biết đại dịch COVID-19 nó đã gây ra những cái thảm trạng rất kinh hoàng ở các nước và hiện nay là đã trên 210 nước trên thế giới thưa quý vị. Thì Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị rất là nặng. Chúng tôi nói là có thể là nặng nhất thế giới luôn. Thì cái điều này đó, một trong những điều mà nó dẫn tới cái sự phẫn nộ của chính quyền Hoa Kỳ thưa quý vị. Chúng tôi sẽ nói là hiện nay Hoa Kỳ đã có 623.333 trường hợp nhiễm bệnh và 27.503 người đã chết thưa quý vị. Thì đây là cái con số mà chúng tôi xin đưa cho quý vị xem. Quý vị thấy rất rõ là con số nó kinh hoàng như vậy. Thì chúng ta được biết rằng cái bệnh dịch này bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, thuộc dạng gọi là những cái trường hợp lây nhiễm đầu tiên trên thế giới này thưa quý vị. Thì bên phía Trung Quốc đã có những cái bước đi mà phía WHO dường như là theo như dư luận báo chí thì người ta nói rằng đã xem nhẹ cái dịch bệnh COVID này thưa quý vị. Những cái bước đi đầu tiên của WHO thì dường như đã xem nhẹ cái dịch bệnh này. Thậm chí và sau đó là còn khuyến cáo là vẫn tiếp tục đi du lịch mặc dù dịch bệnh nó đã bùng phát thưa quý vị. Thành ra những cái cảnh báo của WHO dường như là coi nhẹ cái vấn đề đại dịch COVID-19 này. Thì từ tháng Giêng của 2020 cho đến hôm nay là ngày 10, xin thưa quý vị là ngày 15 tháng 4, 2020 thì bên phía Hoa Kỳ đã có những cái thiệt hại về kinh tế rất nặng. Và 50 tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn nguy thưa quý vị. Rồi đưa tới những cái tình trạng là bệnh viện bắt đầu quá tải, rồi tới tình trạng tử vong lên đến hơn 27.000 nhân mạng. Thì đương nhiên là sẽ có những cái phần đổ lỗi về những cái yếu kém về kinh tế, đổ lỗi về những cái cảnh báo của WHO, đổ lỗi cho chính quyền ông Donald Trump, và chính quyền ông Donald Trump sẽ đổ lỗi cho các đảng phái đối lập
hoặc là các nhân vật đối lập và đổ lỗi cho ngay cả WHO nữa thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng cách đây 6 ngày thì Tổng thống Donald Trump đã hé lộ ra cái sự bất mãn đối với tổ chức y tế WHO trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng. Thì khi đó báo chí đã có hỏi và ông cho biết là sẽ ngưng viện trợ cho tổ chức WHO, thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì là chính phủ Tổng thống Donald Trump đã chính thức ngừng viện trợ. Đây là một cái tin chấn động đối với cơ quan WHO, tức là cơ quan y tế thế giới. Vì Hoa Kỳ là một cái nước đóng góp rất lớn, 22%, thưa quý vị, tức là gần 1/4 tiền tài trợ hàng năm. Những cái cáo buộc của chính quyền ông Donald Trump đưa ra thì đều nhằm vào cá nhân ông tiến sĩ Tedros, tổng giám đốc cơ quan y tế thế giới, và những cái yếu kém, những cái cảnh báo lơ là, những cái cảnh báo không mãnh liệt đối với dịch bệnh, không thông báo những cái tin tức cấp thời cho Hoa Kỳ, thưa quý vị, và các nước trên thế giới nữa. Và đã gây ra một cái thảm họa về y tế khắp nơi. Đó là cái lời tố cáo của chính quyền nơi đó, gây ra một thảm họa y tế khắp nơi trên thế giới này. Không loại trừ nước nào hết, thưa quý vị. Và đặc biệt là gây thảm họa về kinh tế và y tế đối với các nước hàng đầu phương Tây, thưa quý vị. Đều bị thiệt hại rất nặng. Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, và ngay cả Hoa Kỳ nữa. Cho nên tổ chức WHO này dường như là đã không hoạt động đúng mức, đúng cái tiêu chí của mình. Và phía Hoa Kỳ đã đưa ra những cái cáo buộc, chẳng hạn như là tổ chức WHO này là một tổ chức vô dụng, một tổ chức hữu danh vô thực, một tổ chức mà có cái sự thiên lệch bên vực đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, là coi như là một cái tổ chức của Trung Quốc luôn. Thay vì WHO thì bị đổi tên thành CWHO, tức là China Health Organization, tức là tổ chức y tế của Trung Quốc. Rồi có những cáo buộc như nói ông tiến sĩ Tedros này là tay sai của Trung Quốc, tay sai của Tập Cận Bình, thân mật quá mức đối với các quan chức Trung Quốc, đã bao che cho Trung Quốc những cái thông tin về dịch bệnh của cái dịch Vũ Hán này, những cái thông tin mà phía Hoa Kỳ và các nước cho là Trung Quốc giấu giếm, đó là những cái phác đồ điều trị, thưa quý vị. Những cái phác đồ điều trị đối với cái bệnh nhân cúm COVID này thì ông Trung Quốc ông không công bố, thưa quý vị. Cho nên các nước phương Tây phải lây hoay lòng vòng đi học hỏi của Việt Nam, của Đài Loan, của Do Thái, của New Zealand, của Nicaragua chẳng hạn như vậy, thưa quý vị. Đi học lòng vòng trong khi những phác đồ điều trị thuốc gì thì ông Trung Quốc không công bố. Ông giữ bí mật. Ông đùng một phát, ông tung một cái tin là thành phố Vũ Hán đã hết bệnh, nạn nhân không còn nữa, và ca nhiễm bệnh cũng đã coi như giảm rất nhiều ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Trong khi những nước khác thì là dịch bệnh lại gia tăng ào ạt, thưa quý vị. Hàng ngàn người nhiễm bệnh mỗi ngày, hàng ngàn người chết mỗi ngày, thưa quý vị. Cho nên là đã gây ra cái sự phẫn nộ trong một số bộ phận dân chúng ở trên thế giới này, trong đó có Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy có thể là có những cái mục đích chính trị phía sau đó. Tuy nhiên, khi mà nói đến chính trị thì bên phía Hoa Kỳ đã tố cáo tổ chức WHO này là bên vực cho Trung Quốc và cố ý giấu giếm thông tin
để làm hại các nước phương Tây, thưa quý vị. Đặc biệt là làm hại ông Hoa Kỳ, vì muốn làm hại và tổn hại cái uy tín số 1 thế giới của ông Hoa Kỳ. Muốn làm cho ông Hoa Kỳ sụp đổ về kinh tế, sụp đổ về uy tín, sụp đổ về cái sự phòng dịch và sụp đổ về hệ thống y tế. Cho nên chính quyền ông Donald Trump bây giờ quay ra gây gắt với cái tổ chức WHO này. Cái tổ chức WHO này thật sự là không có giúp đỡ gì trong Hoa Kỳ hết, trong cái cơn đại dịch này. Không viện trợ được một cái khẩu trang, không viện trợ được một cái máy thở, một cái máy trợ thở nào hết, thưa quý vị. Dường như muốn biến ông Hoa Kỳ thành một cái con tin, chỉ có đưa tiền mà thôi. Còn ngoài ra không có một cái cảnh báo gì mà gọi là đúng đắn hết, theo cái quan niệm của chính phủ ông Donald Trump và cá nhân ông Donald Trump, thưa quý vị. Thì bằng chứng là không có một cái khẩu trang nào đã được cơ quan WHO phát cho ông Hoa Kỳ, hoặc là những cái máy thở. Tức là cái sự dự phòng của cơ quan WHO này rất yếu kém. Trong kho họ không có gì cả, thưa quý vị. Hoặc là họ đã xài hết rồi. Họ xài cho nước nào hết, nhưng mà tới khi ông Hoa Kỳ cần thì không có gì hết. Cho nên là ông Hoa Kỳ bây giờ ông tức tối là tiền bạc đóng góp thì rất nhiều, nhưng mà kết quả thì không có bao nhiêu hết. Cho nên buộc lòng là sau khi mà lấy ý kiến của các cố vấn, trong đó có ông Peter Navarro, thưa quý vị, thì chính phủ ông Donald Trump đã quyết định cắt ngân sách, không đóng góp cho tổ chức WHO. Thì đây là một cái thảm họa cho tổ chức WHO, thưa quý vị. Thì ông tổng giám đốc Tedros hiện nay đã bị trên 1 triệu người ký tên để đòi bãi chức. Tuy nhiên ông vẫn tại chức và vẫn họp báo ở Thụy Sĩ. Thì ông nói rằng Hoa Kỳ không nên chính trị hóa cái vấn đề đại dịch này, thưa quý vị. Không nên cáo buộc là cơ quan WHO binh vực Trung Quốc và làm hại nước Mỹ và làm hại các đồng minh phương Tây của nước Mỹ, thưa quý vị. Thì bây giờ là trận chiến là đang tới tầm mức thế giới. Hoa Kỳ tìm mọi cách để mà rũ bỏ cái trách nhiệm. Thứ nhất là bên phía Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng đưa ra một cái video clip để chứng minh rằng ông rất tích cực để mà đã có những cái quyết định lớn về cái sự phòng dịch. Tuy nhiên trước những thông tin ít ỏi từ WHO, cho nên ông không có hành động đúng đắn và kịp thời, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là bắt đầu đổ lỗi qua, đổ lỗi lại. Thì có một số người cũng đã lên tiếng ủng hộ cơ quan WHO, thưa quý vị. Chẳng hạn như ông tỷ phú Bill Gates, ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết là vẫn tin tưởng vào tổ chức WHO, không muốn cho tổ chức WHO này bị mất ngân sách, thưa quý vị. Nhưng mà ông Hoa Kỳ, với đặc biệt là với ông Tổng thống Donald Trump, là một người chuyên về kinh doanh và tính toán lợi ích kinh tế, thì ông không thấy có gì lợi ích cho, thưa quý vị. Khẩu trang thì cũng phải đi nhập từ Do Thái, đi nhập từ Trung Quốc, đi nhập từ Đài Loan, thậm chí là từ Việt Nam. Là quần áo bảo hộ y tế chẳng hạn như vậy phải đặt mua từ các nước khác, thưa quý vị. Còn các máy thở thì cũng không có WHO nào tài trợ và giúp đỡ hết. Cuối cùng là ông Hoa Kỳ ông lo hết, ông lo từ đầu tới đích luôn, thưa quý vị. Từ đầu tới cuối chi tiền ra rồi, cho nên cái sự phẫn nộ của trong dân chúng nó hiện giờ nó có đối với chính quyền ông Donald Trump. Chẳng hạn như thành phố New York, tiểu bang New York hoặc tiểu bang New Jersey chẳng hạn như vậy, thê thảm lắm. Thậm chí trong quân đội Hoa Kỳ hiện nay bây giờ cũng bị nạn đại dịch COVID tàn phá, thưa quý vị. Chẳng hạn như là 4 chiếc tàu sân bay cũng đã bị nhiễm bệnh COVID-19. Tàu Nimitz
tàu Carl Vinson, tàu Ronald Reagan, tàu Theodore Roosevelt, thưa quý vị, cho nên là 4 trong 11 tổng số đã bị bất hiển dụng hay là không còn trong tình trạng tác chiến nữa, thưa quý vị. Đây là một cái điều mà khá là thê thảm, cho nên là ông WHO ông không đưa ra được một cái phác đồ điều trị, thưa quý vị. Ông không đưa ra một cái tên, một cái công thức hay một cái thuốc gì đó hay một cái thuốc đặc trị gì đó. Ông không có gọi là làm tới nơi tới chốn, thưa quý vị. À, khi mà Trung Quốc tuyên bố là đã hết dịch bệnh ở Vũ Hán chẳng hạn như vậy, một cách khơi khơi, thì ông WHO này ông coi như cho qua, thưa quý vị. Cho nên là bây giờ thế giới họ đang tức tối và sợ hãi Trung Quốc, tức là không biết họ làm gì mà giờ họ hết dịch bệnh ở trong cái đất nước của phương Tây hoặc là khắp nơi trên thế giới đều bị dính dịch bệnh, kể cả những nước như nước Nga chẳng hạn, trước đây có rất ít dịch bệnh nhưng mà bây giờ đã lên số hàng chục ngàn ca nhiễm bệnh rồi, thưa quý vị. Cho nên là cái cơ quan WHO dường như là không có làm một cái vai trò gì rõ rệt trong cái thời gian vừa qua. Đó là lý do chính mà ông Hoa Kỳ ông nêu ra để mà ông cắt ngân sách, thưa quý vị. Thì có một cái nguồn dư luận cũng cho rằng là chính cá nhân ông Tổng thống Donald Trump đã coi thường cái dịch bệnh này, và họ đưa ra những cái dẫn chứng như là ông đã tweet những cái dòng ở trên Twitter của ông nói rằng dịch cúm COVID-19 này nó cũng giống như dịch cúm thông thường thôi, common flu ở Hoa Kỳ này hàng năm cũng chết hàng chục ngàn người, cho nên không có cái gì mà phải gọi là lo sợ đại dịch hết. Nhưng mà cái đó thì chúng ta phải hiểu là một người làm tổng thống, tức là lãnh tụ của một đất nước hay là lãnh đạo của một đất nước, thì ngoài cái nhiệm vụ thông tin, họ còn có một cái nhiệm vụ quan trọng là phải trấn an dư luận, thưa quý vị, trấn an những cái luồng dư luận. Thì chúng ta biết là trong tháng Giêng thì tin tức về dịch bệnh Vũ Hán cũng đã nổi lên. Tuy nhiên lúc đó ở Hoa Kỳ, ông Tổng thống Donald Trump đang bị cuốn hút vào cái vụ impeachment, thưa quý vị. Cho nên ông không có cái tâm trí nào để mà ông quan tâm đến một cái bệnh dịch ở một nơi xa xôi, Vũ Hán, Trung Quốc. Đó là cái thứ nhất mà ông Tổng thống Donald Trump có vẻ lơ là. Cái điều thứ hai nữa là thông tin nó nhỏ giọt. Cơ quan WHO cũng không cung cấp được đầy đủ thông tin từ Vũ Hán, và phía chính quyền Trung Quốc cũng cố tình không cung cấp đầy đủ thông tin từ Vũ Hán, thưa quý vị. Cho nên là bên phía Hoa Kỳ họ cũng thiếu thông tin. Và ông Tổng thống Donald Trump trong một cái video, ông cũng đã trả lời báo chí rằng trong tháng Giêng 2020 đã có một cái quyết định khá quan trọng, đó là Hoa Kỳ ký lại thương ước với Trung Quốc và cắt giảm thuế hai bên, thưa quý vị. Cho nên là ông Tổng thống Trump nói rằng vừa ký thương ước với Trung Quốc cho nên Mỹ không thể mà quay mặt, trở mặt, thưa quý vị, tráo trở để mà lên án Trung Quốc trong cái vấn đề đại dịch này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Tổng thống Trump cũng nói là nước Mỹ có nhiều cái lợi ích nhóm, quyền lợi khác nhau. Chẳng hạn như hàng không, chẳng hạn như hãng bán máy bay, chẳng hạn như các hãng du lịch, tài phiệt vân vân. Cho nên là phải cân bằng cái quyền lợi các bên. Cái thứ ba là ông Tổng thống Trump có nói rất rõ là có những cái quyền hạn không thuộc về ông Tổng thống, thưa quý vị. Ông Tổng thống không thể nào ra lệnh cho các ông thống đốc tiểu bang, vì mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ này là một cái vùng tự trị và độc lập. Cho nên có những cái rất khó khăn, không phải là ông Tổng thống muốn ra lệnh cho ai là thiên hạ nghe được. Và lúc đó thì bên phía Hoa Kỳ vẫn chưa có dịch, vẫn chưa có người chết, cho nên chính quyền ông Donald Trump cũng không muốn cầm đèn chạy trước ô tô, thưa quý vị. Cầm đèn chạy trước ô tô
vấn đề nó khổ ở chỗ đó. Chuyện chưa xảy ra, chuyện chưa có người chết mà lại đi hô hoán, cho nên là vấn đề rất khó. Nhưng mà khi mà nó xảy ra dịch thì nó tốc độ nó phát triển rất nhanh, thưa quý vị, cho nên trở tay không kịp. Đó, những cái mà lúng túng ở chỗ đó. Thì nội dung thì trong 2020 này là một năm tranh cử, cho nên phía đảng cầm quyền, đảng Cộng Hòa không muốn mất phiếu cử tri, không muốn bị lên án trong cái đại dịch này, vì đây là một sự thất bại về y tế và một sự thất bại về kinh tế, có thể dẫn tới là đại khủng hoảng, thưa quý vị. Cho nên đảng Cộng Hòa bây giờ phải tìm mọi cách để đổ lỗi. Đổ lỗi cho đảng Dân Chủ, đổ lỗi cho các thống đốc tiểu bang, đổ lỗi cho cơ quan WHO, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Thành ra là cơ quan WHO nói là ông Hoa Kỳ đang chính trị hóa vấn đề. Tuy nhiên thì bên phía ông Trump và các thống đốc thì cũng nói rằng chúng tôi không có chính trị hóa vấn đề ở đây và không đổ lỗi. Những cái yếu kém thì phải được nêu ra, chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như là thống đốc của tiểu bang New York đã không đồng ý với ông Trump rất nhiều vấn đề, thưa quý vị, chứ không phải là vì ổng là đảng Dân Chủ, còn trong khi ông Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa là hai đảng đối lập với nhau và giành quyền với nhau, thưa quý vị. Cho nên là chắc chắn là có cái vấn đề chính trị hóa trong đây. Ngoài cái chính trị hóa thì như chúng tôi xin trình bày thêm một cái vấn đề nữa, là đây là cái tin ngoài luồng, thưa quý vị. Tin ngoài luồng, tin đồn, thưa quý vị. Tin đồn nói rằng cái ông tiến sĩ Tedro, người Ethiopian, là một dân châu Phi, thưa quý vị. Thì ông này, ông làm bộ trưởng bộ y tế của Ethiopia. Tuy nhiên người ta tố cáo ông là ông là một cái chuyên gia chuyên môn giấu tin dịch bệnh, thưa quý vị. Đây là cái tin tức ngoài luồng đó, là ông này ở đất nước Ethiopia hoặc là ở các nước châu Phi có dịch bệnh, thì ông này ông giả vờ đi, ông nói là không có gì hết, hoặc ông nói là vì không có thiết bị y tế, không có bộ test kit, cho nên là chẳng thể mà kiểm tra được dịch bệnh, cho nên ông này là chuyên viên gọi là phớt lờ đi các dịch bệnh, thưa quý vị. Đó là cái những cái thông tin ngoài luồng. Thông tin ngoài luồng thứ hai nữa nói rằng ông tiến sĩ Tedros này là một cựu đảng viên đảng Cộng sản của Ethiopia, thưa quý vị. Chúng tôi xin nói rõ đây là tin đồn ngoài luồng, chúng tôi chẳng có thời giờ đâu để đi kiểm chứng, thưa quý vị. Nhưng mà nói rằng ông này là một cựu đảng viên đảng Cộng sản Ethiopia, nên ông có những cái tư tưởng mà thân với Trung Quốc, rồi những cái tư tưởng không thích phương Tây chẳng hạn như vậy. Cho nên là có những cái tin tức nó được tung ra để nhằm hạ bệ ông Tổng Giám đốc Tedros này, thưa quý vị. Thì hiện nay đã có thỉnh hiện thư trên 1 triệu chữ ký đòi cách chức ông này. Thì đó là những cái thông tin mới nhất về cái sự cắt giảm ngân sách của Hoa Kỳ đối với cơ quan y tế WHO, thưa quý vị. Và chương trình hôm nay tới đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.